cho các bạn. Đây chúng các bạn, đây là có một anh xà lan mà xà lan nổi đang vô nha. Đây có anh gầy gỗ, anh lây hoay nãy giờ anh chưa đi được nữa các bạn, nước đổ quá. Đang hỏi ở trên này có ghe xuống, ở dưới có ghe lên không nha, là bắt đầu là qua nha các bạn. Ở phía trên thì mình thấy đổ xuống hình như là có anh ghe cát các bạn, nhưng còn thấy còn khá là xa ha. Thì mình không biết là anh xà lan nổi này anh có đi lên hay là không đây. Thấy anh đang chạy từ từ lên cái đoạn cua để mà xem tình hình. Wow, tiếng bồ nạp quá trời vậy ta. Rồi mình thấy lên khối ở trên các bạn. Ôi ôi quá. Trời ơi khối. Dữ vậy. Bây giờ là nạp xiết qua luôn các bạn để mà qua cho kịp cái đoạn cua này cho anh xà lan đi xuống nha. Chiếc này xà lan biển các bạn ơi. Quá trời khối ơi. Wow. Trời ơi. Dữ gì trời. Wow. Quá trời bô rồi, trời ơi. Anh đang quýu xiết vô cái phía này để mà tấp vô cái hàng dừa để mà đậu các bạn. Chiếc này xà lan biển mình nha, chuyên đi mấy Hòn Sơn, Hòn Nghệ đầu gần Kiên Giang mình nè. Bây giờ anh quyết định là canh tình hình rồi mà qua luôn nha. Cuộc dây các bạn, cuộc dây tắp vô rồi. Phía trên còn 2-3 chiếc xuống các bạn, cho nên là quyết định là đậu tắp vô phía này để mà đậu đợi nha. Đoạn cua khá là rộng rồi. Cột chính cái đầu ở phía trước sát vô cái đầu là đạp lái các bạn. Giờ lũ anh xà lan kia ra kìa. Quá dữ rồi. Thank you.
chiếc xuống nữa các bạn ơi. Chỉnh cái đầu lại thì bây giờ là đặt cái lái vô nha. Căng thiệt chứ. Xà lan này của Cà Mau. Xà lan này xuống sẽ ôm cái cua của nó là cũng khá gắt này. Qua chỗ này thì khỏe và trên kia thì dừng thẳng rồi. Cà phía kia đang đậu nguyên chiếc ga bầu luôn các bạn. Hiện tại là mực nước đang xiết gầm các bạn. Các bạn nhìn cái mực nước chảy mình thấy là cuồn cuộn luôn. Nhìn mấy cái trụ nước thì các bạn nhìn thấy là cái sự hút nước và đổ nước rất là mạnh nha. Đang thả để coi cái chớn của nó đổ tới đâu ha, nó bắt đầu lẫn lấy lái là các bạn. Kìa. Xịt khói luôn. Rồi anh ra bầu quyết định là hình như là vượt mặt anh xà lan luôn các bạn ơi. Wow, trời ơi. Rồi anh này lên bích chạch luôn rồi, hết thấy rồi. Vừa qua luôn các bạn. Dữ thiệt chứ. Anh xà lan thẩm này ở phía trên đang đổ xuống các bạn. Giờ ở dưới xuất hiện anh gơ gơm anh đang đổ lên nha. Đây có anh gơ gơm các bạn. Anh vừa tới vừa qua đoạn ngã tư thì anh đang tiến dần vào cái đoạn cua nha. Xà lan đá thì anh cũng đi tới cái đoạn ngã tư rồi. Phía kia mình thấy xuất hiện anh xà lan nổi chuẩn bị vô rồi. Rồi xuất hiện thêm anh ra lãi nữa.
lăng này, xà lăng bơm cát các bạn. Rồi trang bị hai cái đầu máy bơm giữ thần vậy đó. Bây anh Gago mình cũng đi tới bắt đầu tới cua ngã tư rồi. Đi trước trống rồi, bắt đầu là anh ngồi mũi anh phát tay cho anh tài công là lên ga lên nha các bạn. Đây. Dạ, phía kia mình thấy có ghe cào ốc đinh các bạn, chạy rất là tốc độ nha, té nước hai bên luôn. Rồi ơi, mình nghe tiếng tục bô không mà mình không nghe tiếng máy tiếng bô nha các bạn. Quá hú luôn rồi, bô nó gáy to 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 vậy. Nước đổ cũng khá là mạnh các bạn, bởi vì là chạy cái này nhìn nè, xà lan thẳm mà nó bê cái lái qua một bên luôn. Nhà bầu mới là bôi dầu xong rồi nhìn cái màu gỗ nó hút vô nhìn bóng quá các bạn. Bê dữ lắm nha. Lên sóng hết trơn rồi nè. Các bạn trên nhìn trên màn ảnh này cũng thấy cái dòng gần sóng của cái con sông này nha các bạn. Cái hướng của anh Sao An này chạy lên là hướng ngược nước nha. Đang ôm cái đoạn cua gắt ra. Còn cái đầu anh cắn vào cái đoạn cua rồi. Xà lan này của Kiên Giang mình các bạn. Wow, chân bồ đã vậy ta. Quá ngon. Quá
phía kia của anh Slang nổi lên các bạn, qua về cái lái cho nên anh nạp ga quá trời đang tối kìa. Ở phía kia có anh xà lan nổi đang đi lên các bạn. Các bạn ở phía kia anh xà lan nổi, anh nép vô để mà chờ anh xà lan thẩm đá này đi xuống rồi nè. Tại nước chảy rất là mạnh các bạn. Để mình quay cái này các bạn nhìn cái mực nước nó chảy nè, cuộn cuộn luôn. Đây thì bắt đầu anh xà lan nổi, anh gỡ dây nha các bạn. Anh vừa qua đoạn ngã tư nè, bắt đầu anh tiến dần vào cái đoạn cua gắt nha. Ok, trên này đang đổ xuống anh ra bầu chạy. Vô hai chiếc luôn các bạn. Hiện tại là mực nước là đi như thế này là rất là mạnh nha. Mấy anh này mà chạy lên thì thôi rồi luôn, cái lượng sóng rất là lớn. Đây các bạn, anh tới gần sát cái đoạn cua rồi nha. Chúng giữa có anh cây gỗ kìa. Đây coi ghè chợ lúa nè. Phía trên thì mình thấy nó bắt đầu là chống chảy nha, làm phát tay cho chạy nha các bạn. Wow, chạy xé nước hai bên luôn trời. Tốc độ thì chứ. Mấy anh xà lan này vô kinh là chạy rồi, các bạn phải nói là rất là dữ dằn luôn nha. Tại vì thân hình nó nhỏ nên là luồn lách chạy rất là dễ các bạn. Lên chở thẩm nè, đi ngược nước ở phía sau có hai anh trời cho lái chạy sao cắp cái mũi lên dữ vậy ta. Wow, ghê vậy, chạy cái mũi cắt quá thì cắt luôn rồi nè.
nhìn ngầu thiệt chứ. Đây mình quay mấy anh vỏ lãi này các bạn cùng xem ha. Wow, chạy tốc độ thiệt chứ. Ghe này cào ốc đinh các bạn. Chạy cái mũi cắt lên quá trời dữ luôn nè. Quá hay. Đó, đây tiếp theo là anh này anh ra bầu các bạn. Anh đang đi hướng ngược nước nha. Ồ, tiếng bồ cũng hầm hố lắm trời. Chạy sáng nước luôn kìa. Bắt đầu là canh coi cái đoạn cua ở phía trước coi có ga tàu gì xuống không, là nạp thêm miếng ga nó là lên luôn nha. Quá dữ. Trước bay cái tiếng bồ của mấy anh ga bầu này cũng hay lắm các bạn. Quá VIP. Phía trước có cái đò các bạn, cho nên hạ ga ha. Đây các bạn, đây có anh xe cuốc nè. Đang chạy cái nước này là nước ngược lên nha. Ở phía trên mình nghe có tiếng còi như là của anh xà lan đá đi xuống các bạn. Rồi mấy chiếc phà đi ngược nước nó nặng máy ghê luôn trời. Phía này mình thấy là có 2-3 chiếc xà lan đang lên các bạn, xà lan nổi nha. Rồi trên đây có anh xà lan đá đi xuống các bạn. Xà lan này của Trà Vinh các bạn, chở cát nha. Đây có chiếc ghe gỗ các bạn. Cái này mình thấy có rất nhiều xà lan, khoảng 2-3 chiếc gì đó đang đổ xuống nha các bạn. Xà lan cát này. Mới vừa chiếc qua chiếc ghe bầu nè các bạn. Ở phía kia thì mình thấy có 2 xà lan chuẩn bị lên đó nha. Đang đợi cho mấy xà lan khẩm này xuống là bắt đầu là lên ga chạy nha các bạn. Xà lan nổi nãy giờ thì ảnh cũng cột dây và mở dây ra và bắt đầu lên nha các bạn. Đợi cũng khá là lâu rồi, phát tay cho ảnh chạy lên rồi nè. Wow.
Và phía kia thì còn thêm một anh ở sau đuôi nữa kìa các bạn. Trên này có xà lan phẩm đang đổ xuống nè. Chiếc này xà lan cát nè, khá là lớn luôn. Này ảnh đi cũng tới có cái đoạn cua các bạn. Đợi chiếc này qua là thêm chiếc kia qua nữa thì bắt đầu ảnh mới lên nha. Nào cũng có người đứng mũi ở phía trước như thế này để mà tiếp anh tài công qua mấy cái đoạn cua các bạn. Trời trời. Chụp đổn ơi. Đỡ vô cái góc các bạn. Ở phía sau thêm một chiếc nữa kìa. Trời căng này. Trên tay của chị gái là thủ sẵn cái đồn các bạn, để mà có tình trạng bất cấp gì xảy ra là đút xuống liền nha, tránh va chạm với xà lan. Quá mệt cho cái đoạn cua các bạn. Phía trước chống rồi, bắt đầu là anh phát tay cho anh tài công lên nha các bạn. Wow, chiếc này cũng khá là to lớn nha. Để mình coi cái mớn nước nó là tầm bao nhiêu các bạn. Ồ, mớn nước 2m8 luôn. Quá dữ. Xà lan này của Kiên Giang mình các bạn. Sống luôn. Ở phía kia mình thấy có hình như là anh ghe dừa các bạn. Tết đến sương dài thì bắt đầu là chúng ta thấy mấy anh ghe dừa xuất hiện rồi nha. Quá đẹp luôn. Đây các bạn, chiếc ghe dừa nha.
chở vừa này vừa khô các bạn. Về đa số là đem về mấy cái vùng mà người ta làm bánh kẹo này kia đó là nhiều. Phía sau thì mình gom nữa kìa. Để mình coi ghe dừa đến từ đâu các bạn. Ghe dừa này đến từ Vĩnh Long nha. Chở nguyên cái bầu dừa ở phía sau lái nữa nè. Hiện tại mực nước mình thấy là bắt đầu chảy. Chảy dừa các bạn. Nhưng mà nước thì nó đang nước lớn lên nha. Để chúng ta cùng nhau xem anh nghe gom nè.